chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh review bất động sản Đức Hòa. Lại là Gia Huy đây. Thì trong thời gian vừa qua có rất là nhiều câu hỏi đặt cho Gia Huy liên quan tới việc thị trường bất động sản sẽ như thế nào trong thời gian sắp tới, và đặc biệt là thị trường bất động sản ở huyện Đức Hòa. Vậy thì hôm nay các bạn hãy cùng Gia Huy tìm hiểu xem thị trường bất động sản Đức Hòa tiềm năng ra sao trong năm 2022 đến năm 2030 nhé. Để trả lời cho câu hỏi này một cách đầy đủ và chính xác nhất thì chúng ta phải hiểu được lợi thế cạnh tranh của huyện Đức Hòa so với các thị trường lân cận là gì. Có rất nhiều lý do khiến cho thị trường bất động sản huyện Đức Hòa có sức bật mạnh mẽ trong những năm sắp tới. Cụ thể là: thứ nhất, Đức Hòa tiếp giáp các huyện Củ Chi, Hóc Môn và Bình Chánh của thành phố Hồ Chí Minh. Điều này giúp cho Đức Hòa được hưởng lợi nhiều chính sách phát triển vùng ven của thành phố Hồ Chí Minh. Song song với đó, về mặt quãng đường, thời gian di chuyển từ trung tâm huyện Đức Hòa đến trung tâm thành phố Hồ Chí Minh chưa đầy 1 giờ đồng hồ. Với khoảng cách khá gần như vậy thì mặt bằng chung giá bất động sản lại còn thấp, nên được rất nhiều nhà đầu tư kỳ cựu nhận định tiềm năng tăng giá của bất động sản Đức Hòa là sẽ còn rất lớn. Thứ hai, giao thông thuận tiện, không ngừng nâng cấp hiện đại và mở rộng, bao gồm tỉnh lộ 10 nối liền huyện Đức Hòa và Bình Chánh chỉ khoảng 8 phút di chuyển. Ngoài ra, nhờ các tuyến đường cao tốc lớn như đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài, thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, quốc lộ 1A, quốc lộ N2, cao tốc Bến Lức Long Thành và đặc biệt là khép kín vành đai 3, vành đai 4, nơi đây sẽ là khu vực rất thuận tiện để di chuyển về lục tỉnh miền Tây. Song song với đó, huyện Đức Hòa cũng đang xúc tiến triển khai mở mới các tuyến đường với quy mô lớn trên địa bàn huyện như DT823B, DT823D, DT822B, đường Hồ Chí Minh Chơn Thành, tạo điều kiện tối đa cho việc thông thương kinh tế, kết nối huyện Đức Hòa với các khu vực lân cận một cách toàn diện hơn. Điều này sẽ tác động không nhỏ đến nền kinh tế và bất động sản nơi đây. Thứ ba, huyện Đức Hòa đang có tầm nhìn đến năm 2025 sẽ lên thành phố Đức Hòa trực thuộc tỉnh Long An. Hiện tại huyện Đức Hòa đang là huyện đóng góp GDP top đầu cho tỉnh Long An, tuy nhiên mới chỉ khai thác 6 trên 13 khu công nghiệp và 10 trên 20 cụm công nghiệp. Qua đó có thể thấy tiềm năng để tiếp tục khai thác các ngành công nghiệp ở huyện Đức Hòa đang là còn rất lớn. Vì vậy, huyện Đức Hòa sẽ tiếp tục ban hành các chính sách phát triển tốt, tập trung thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, đi kèm với đó là áp dụng nhiều phương án để cải thiện và nâng cao cơ sở hạ tầng. Bên cạnh đó, huyện cũng chú trọng tập trung phát triển các dịch vụ tiện ích nhằm nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Thứ tư, huyện Đức Hòa còn rất nhiều những quỹ đất lớn và tiềm năng đầu tư. Với tổng diện tích là 42.000 hectare, Đức Hòa còn rất nhiều quỹ đất có thể mở rộng khu công nghiệp và dự án nhà ở. Điển hình là hiện nay đã có rất nhiều tập đoàn kinh tế bất động sản lớn trong nước đã tiến hành xin quỹ đất để nghiên cứu lập dự án như Vingroup, Singroup, Midroup, Kiến Á, Đất Xanh. Quỹ đất dành cho phát triển dự án khu đô thị, khu công nghiệp là còn khá lớn, dự kiến sẽ tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế của địa phương, tạo ra một lượng lớn công ăn việc làm và giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, từ đó tạo ra giá trị kinh tế thực tiễn cho địa phương. Team Review sẽ có một bài phân tích chi tiết hơn về các chủ đầu tư lớn này là ai và sẽ triển khai các dự án nào trong thời gian sắp tới. Các bạn hãy cùng đón chờ nhé! Trên đây là clip phân tích chi tiết về tiềm năng của thị trường bất động sản huyện Đức Hòa từ năm 2022 đến năm 2030. Mọi thắc mắc của các bạn có thể truy cập vào website đứchoaland.com.vn hoặc gọi ngay đến hotline 0916156186. Và đừng quên nhấn vào chuông thông báo cũng như bấm đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất liên quan đến thị trường bất động sản Đức Hòa nhé.